Mến chào cô chú anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống dở xuông mình lợi bên vườn cô chú anh chị ha. Mức giá siêu đãi luôn cả nhà. Mới mong cả nhà mình vào xem được cái nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn chị Hà nha. Rồi không mất thời gian ha, mình gặp luôn bà chủ rồi chủ chào giới thiệu video luôn nha. Dạ rồi chào bà chủ dạ ơi. Rồi em xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình gần xa ha. Hôm nay trở lại kênh em giao lưu một số mai giống để anh chị em mình mua về mình lấy bo ha. Dạ rồi, cái này là em lên giống siêu bông bình lợi nha. Dạ. Mã này thì em xin nói tiếp clip trước là mã số 74E ha. Có cái nụ của chú anh chị về mình có thể kia test bông luôn ha. Rồi ghép được 2-3 cụ nở, không số rồi chú ơi. Rồi cây này là hoành được 9 nha. Rồi. Rồi chiều cao được 34. Rồi. Rồi cái này thì em giao lưu 107 ha. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 70. Mã số 75E. Rồi 75. Rồi cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn ha. Rồi cũ nở ha, nguyên cũ tè bè luôn cô chú anh chị ha. Ghép được 1-3. Cây thì cũng có lên một số nụ về mình test bông được. Rồi thông số nó như vậy chứ. Rồi. Cây này là hoành được 11,5 ha. Rồi. Rồi chiều cao được 36. Rồi. Tán ngang cây này được 29 ha. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 200 ha. Rồi mã số 76. Mã số 76 cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Rồi. Cái này ghép được 1-3 ha. Cũ luôn cô chú anh chị. Nguyên cũ luôn ha. Rồi, thông số mà chú ơi. Rồi cây này hoành được 11 nha. Rồi. Rồi chiều cao được 36. Rồi. Rồi cây này thì em xưa giao lưu cũng 107 luôn ha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi mã số 77. Rồi. Cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn. Rồi, cái này ghép được 1-3 ha. Cũ đế đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số bà chú ơi. Rồi. Rồi cây này là hoành được 14 ha. Rồi. Rồi chiều cao được 40. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu cũng 107 luôn. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 78. Rồi. 78 cũng là một cây sơ bông bình lợi luôn. Cây này ghép được 2-3 của chú anh chị. Rồi. Ha. Rồi. Thông số là một chỗ ha. Rồi. Rồi cây này là hoành được gần 13 ha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 34. Rồi cây này thì em giao lưu 200 nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 79. Rồi. Rồi cũng là một cây sơ bông bình lợi luôn. Rồi, cây sơ bông số luôn ha. Cây thú luôn cô chú anh chị như con thú ngồi nè. Rồi cây này hoành được 11 nha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 30 ha. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 150 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 80. Rồi. Rồi cũng là một cây sơ bông bình lợi luôn. Rồi, ghép 2-3 ha. Có cũ luôn ha. Rồi, thông số luôn nha bà chủ. Rồi cây này là hoành được 10. Rồi. Rồi chiều cao là 41 ha. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu cũng 107 luôn. Rồi cây. Okay. Rồi mã số 81. 81E. Cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn. Rồi. Ghép 2-3 ha, 2-3. 2-3. Cây này dễ bo liền luôn ha. Rồi thông số luôn mà chú ơi, cũ nở ha. Rồi hoành được 13. Rồi. Rồi chiều cao của cây là được 43. Rồi. Rồi cây này thì em giao lưu 200 nha. Rồi cây. Okay. 12E cũng là rồi. Một cây sơ bông bình lợi luôn ha. Cái này ghép được 2-3 ha. 2-3. Cụ nở cô chú chị ha. Rồi, thông số luôn nha bà chủ. Rồi. Rồi cây này hoành 11. Rồi. Rồi chiều cao 29 nha. Rồi. Rồi cây này em giao lưu 107 luôn ha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi mã số 83E cũng là một cây cuối clip luôn nha. Sơ bông bình lợi luôn. Cho xin thông số luôn bà chủ ơi. Rồi. Rồi cây này hoành được 10 nha. Rồi. Rồi chiều cao của cây là 30. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cũng 150 luôn ha. Rồi, đợi cây ha. Rồi thì cây này cũng là cây cuối clip thì em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha. Rồi. Đó cũng là số Zalo của em ha. Thì em cũng kính mong được sự ủng hộ của quý cô chú bác anh chị em mình gần xa thương tình và ủng hộ em clip này cũng giống như những clip trước nha. Rồi. Vậy em cũng xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.